Trước khi xăm có tê không anh? Không tê em ơi. Em vừa ăn mấy bánh quy không? Also, Finanzierung natürlich durchsprechen. Und durch Mitgliedsbeiträge. Heute auch hier mit der Mitgliedsanträge mit dabei. Mitgliedsnahmen werden nach 25 Euro pro Jahr, also sprich 2 Euro noch ein bisschen was zerquetscht für den Monat. Und natürlich auch sind wir auf Spenden angewiesen, die wir auf solche Veranstaltungen einnehmen. Helfen kann man auf diese Art und Weise, man kann mit Social Media helfen, man kann uns eine Visitenkarte vielleicht von einem Unternehmen anbieten, die gerne mit uns zusammenarbeiten würden oder anderweitig. Was meinst du denn, wenn du sagst, man kann mit Social Media helfen, wie kann man denn da helfen? Naja, wir haben einen YouTube-Kanal, der befindet sich im Raum, wir haben jetzt Twitch. 80% và còn 20% là chúng ta những hôm nào xăm tên vợ ở bé này hả? Thường thế cho hẳn vào đấy luôn luôn, thằng nào đâu đâu cả thể luôn. Cái này 2 ngày em ơi, 15 tiếng, 16 tiếng. Mẹ chưa đầy 12 tiếng, kêu 15 tiếng. Hả? 12 tiếng à? Mà chưa tiếng, qua 16 tiếng. Thời gian đầu của anh ngồi chơi giải rốn, lúc được xong chơi giải rốn, đang bước xuống thì mau giờ liên tục. Mau được mấy phút, lạnh vãi rất thì lại chạy ra chạy vào được mấy phút. Mà anh xuống ngoài luôn rồi. Tính là hôm qua được bắt lâu hết. Này. Thế là lười rồi. Anh ngồi rồi, ngồi yên. Nó xong liên tục, để lúc đến kéo trước cũng tiếp. Chính ra là anh ngồi yên ấy, đừng đi bao giờ nhiều thì nó không khô hình anh tập đâu. Đang bao giờ nhiều là tập đâu. Ich bin zum Beispiel auch von YouTube-Partner.